Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Digital và mình là Ngọc. Mới đây, điểm hiệu năng của con chip được trang bị trên iPhone 12 đã bị rò rỉ. Chính xác đây là điểm hiệu năng trên iPad Air 2020. Thiết bị đầu tiên của Apple sử dụng con chip A14 Bionic 5 nanomet cũng được trang bị trên iPhone 12 và Apple TV mới theo GizChina. Vào ngày 3 tháng 10, leaker Ice Universe đã tiết lộ điểm hiệu năng đo trên Geekbench của con chip Apple 34 Bionic. Hiệu năng trên con chip này là điều được người dùng quan tâm, không chỉ trên iPad Air 2020 mà với iPhone 12. Chi tiết, iPad Air 2020 đạt 1.583 điểm đơn nhân và 4.198 điểm đa nhân. Được biết, thiết bị có 4GB RAM, chip xử lý 6 nhân với xung nhịp 2.99GHz. Hiệu năng của A14 Bionic vượt trội hoàn toàn so với các đối thủ Android cao cấp. Thiết bị Asus ROG Phone 3 được trang bị trên chip Snapdragon 865 Plus đạt lần lượt là 910 và 3.229 điểm hiệu năng đơn nhân và đa nhân ở bài kiểm tra Geekbench 5. Trong khi OnePlus 8 Pro chạy chip Snapdragon 865 thu về 911 và 3.276 điểm. Tuy nhiên, theo những nguồn tin đồn đoán cho rằng iPhone 12 sẽ được trang bị 6GB RAM nên điểm hiệu năng thực tế của máy sẽ còn cao hơn iPad Air 2020 với 4GB RAM. Theo Apple, nhờ kiến trúc nhân đồ họa mới, chip A14 Bionic được cải thiện hiệu năng CPU và GPU lên hơn 30% so với A12 Bionic trên iPad Air 2019. Trong khi với chip A13 trên iPhone 11, A14 Bionic cao hơn khoảng 20% hiệu năng đơn nhân là 1.327 điểm và 28% hiệu năng đa nhân là 3.286 điểm. Mặc dù vậy, khả năng xử lý các tác vụ nặng của iPad Air 2020 cùng với chip A14 Bionic vẫn bị đánh bại bởi A12Z trên iPad Pro 12.9 inch ra mắt vào năm 2018 với 4.644 điểm đa nhân, trong khi các tác vụ đơn nhân lại nhỉnh hơn, A12Z đạt 1.119 điểm. Nguyên nhân có thể là do A12Z được trang bị CPU 8 nhân, A14 Bionic chỉ dừng lại ở CPU 6 nhân. Và đó là thông tin rò rỉ về điểm hiệu năng trên iPhone 12. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin sau.